Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bàn Muôn Hẹn Hò. Đây là phiên bản đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam, được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Điểm yếu của con thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng hay con. Vậy đó hả? Bạn có nhiều điểm khá tương đồng với em. Em thì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Mời bạn trai. Xin mời nhà gái. Ta cùng giới thiệu về nhau đi nào. Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Hiện đang làm trợ lý xe máy của Ban Kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á con. Vậy đó hả? Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Còn Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh, chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm, có kinh nghiệm trong tình yêu rồi. Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi, nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy là thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? Dạ thưa cô, thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 con. Cũng đi khoảng cách địa lý xa quá. Nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quyền Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quyền Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu con. Gia trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi, là bộ đội mà không ú được đâu. Ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó. Các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Ú mấy bài đâu có nổi. Chào cưng. Thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè? Giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa? 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha. Đô dạ. Con nha. Đô cũng được. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Còn hơn ú mà nó không chắc.
Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ, chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên nhà gái ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm. Nói chung là xinh đẹp như chị là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi chính xác. Gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô, là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số với chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi đó. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp được nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? Dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc cho dạ, hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ có hơn chứ. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Yến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đi hỏi bạn gái cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Vậy đó. Rồi mở rào. Bắt đầu cho Tiến. Nào, quyết chiến quyết thắng nha. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Để em gửi tặng anh. Đây, anh gửi rồi. Tiến đáp lại Tiến. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi đáp lại cái bài thơ đó.
Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC, toàn thể hội trường bài hát Hạnh Phúc Ngày và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài trên dịch, bùa đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ, giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cá chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống vẫn em với anh em. Sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào ạ? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô coi cái điện nó là bao nhiêu vôn, nó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú, thiệt á. Dạ, hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói với anh kìa con, đâu đây ra. Nói với anh đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này, tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với ảnh coi, trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em rất là ấn tượng vậy anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý ạ. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Coi như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Cái ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những lời ngọt ngào. Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Đỏ tươi luôn. Đúng không con? Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hiệu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nè, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên đấy. Nào cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá.
Đó, nhẹ nhàng vô. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy sướng. Thấy sướng. Rồi, nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân và chú Hình Linh ạ. Giáo án em vẫn mở cho trái tim anh bay vào. Như thế là mình thành công rồi. Thì qua mình quá thành công rồi. Thôi bây giờ vậy đi, để không để mọi người chờ lâu ha. Mình sẽ gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì, xem họ có bấm nút cho nhau hay không. Xin mời. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Trời ơi, anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mẫu tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ, mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, mời cô gái xinh xắn quá à. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha. Mời em trai. Anh xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay và bạn gái phía bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Thành, năm nay 26 tuổi, thuộc tiểu đoàn 739, lữ đoàn công binh 25, quân khu 7. Hiện tại đang đóng quân trên địa bàn Biên Hòa, quê quán ở Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Hết. Thôi hồi hộp hả em? Tính hồi hộp xíu. Rồi để bên đây giới thiệu đi, để cho chú bộ đội bớt căng thẳng. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn thể khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, con 22 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi? Trời ơi. Trời ơi. Làm lĩnh vực giật mình không ơi? Sao tự nhiên con... Sao con gan dữ vậy? Con thích cái lĩnh vực đó vậy con? nhưng mà ở đây là vấn đề là con rất là gan dạ luôn đúng không? Để qua gặp đàn gái coi. Đó, mà như công chúa vậy đó. Ừ. Dễ thương xinh xắn quá. Sao mình chọn cái ngành đó vậy con gái? Dạ, do có một lần á, con coi phim ma á. Nhưng cái xong cái con sợ ma, sau cái con nói chắc phải kỳ này là phải bỏ được cái tật đó, phải vô khám nghiệm tử thi của mình sợ đúng không? Thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà thấy ấn tượng rồi đó. Tại sao con lại thích quen bạn trai là bộ đội? Dạ, do là bên nhà con á, họ hàng với lại trong gia đình á, có người làm quân đội công an. Anh của con á, cũng làm bên công an, xong cái con thấy tính của ảnh á, xong ổng nghiêm khắc với con quá. Con mới nghĩ là chắc mình phải quen cái người quân đội này á, để họ chỉ bảo mình nhiều hơn. Rồi, bây giờ đàn trai giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thì luôn hòa đồng, hoạt bát. À, nhiệt tình trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi, công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, rồi là biết tí nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình. Điểm yếu của con thì hơi, nói chung hơi ngại tí trước đám đông. Ngại đúng không? Dạ. Từ từ sẽ không ngại thôi. Dạ. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ, một chút. Một hả? Dạ, một mối tình. Là quen ở đâu? Dạ, cũng quen trên đơn địa bàn ở Bình Phước. Lúc làm công trình trên đó có quen ở Bình Phước. Bao nhiêu năm? Dạ, có 6 tháng à. Quen 6 tháng là sáng tháo luôn hả? Dạ. Sao chia tay quen ngắn vậy? Cô ấy bảo là đặc thù công việc của em, nói chung là nó về một tuần gặp nhau còn lành, nên bảo không có thời gian dành nhiều. Không có thời gian. Dạ. Cái công việc của em mà làm cái gì cụ thể, là chuyên môn là gì? Dạ, chuyên môn của em vừa lái xe vừa lái máy. Em lái được xe tăng không? Dạ, được chị. Ồ, vậy hả? Giờ con nói lớn lên cho anh bên đó nghe được cái điểm yếu, điểm mạnh của mình như thế nào? Dạ, điểm mạnh của con á, con là một người tự lập, có trách nhiệm trong công việc. Thế lại con cũng hay tuân thủ đúng giờ lắm. Con là một người thích hát nhưng mà không hát được hay lắm. Bây giờ sẵn con hát tặng anh bên đó một bài luôn được không ạ? Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều,
Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn anh chờ che cho em mỗi đêm lạnh về. Em muốn nói yêu anh rất nhiều. Có nghĩa là mặc dù là rào chưa có mở đúng không? Yeah. Nhưng mà là bất chấp luôn. Con nói thẳng với anh luôn là coi như con không cần lý lẽ. Chỉ biết là đã đến đây rồi là sẽ yêu anh. Đáp từ luôn em trai. Bây giờ đó bên kia nghe xúc động không cưng? Dạ xúc động chị. Bên cạnh hát bài thì em xin đọc mấy dòng thơ. Do em từ sáng tác mà em hay run tí cho em cầm cái giấy để em đọc cái nha. À dạ. Chuyên qua cặp giấy rồi. Đọc lớn lên nha. Dạ. Trăm năm giữa trốn hồng trần, vì duyên ta đã một lần gặp nhau. Gặp nhau thì đã sao đâu, vì sao tim đã cùng chung nhuộm màu. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh lên đó bắt cầu rước em. Nhẹ nhàng em kéo rèm xem, Quyền Linh dẫn lối anh đem tim vàng. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chung vui. Nút vàng cùng bấm ha, cả làng chung vui. Bữa nay làng cũng vui hết nếu mà hai bạn bấm nút. Bây giờ để hỏi bên đây coi là con đã có mối tình nào chưa nè. Dạ con đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thì lúc hồi chuẩn bị đi đại học. Chỉ quen chống chánh thôi chứ con cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Còn mối tình thứ hai thì con quen khoảng gần một năm, nên là cả hai thuộc dạng như là chưa tin tưởng nhau lắm. Nên là con chủ động chia tay. Cái điều mà con mong muốn ở cái người bạn trai của mình là như thế nào? Dạ cái điều con mong muốn ở người bạn trai là cái người phải có trách nhiệm, một người phải tự chủ, đừng có ăn hiếp con quá. Đừng ăn hiếp. Rồi cái người ta sẽ phải làm gì để mà con cảm thấy là con tin tưởng người ta? Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mỗi tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Có giác quan con hả? Dạ. Vậy là con đọc gì hết mọi người trước mặt luôn hả? Con mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ con mong muốn người yêu lý tưởng phải hiếu thảo cha mẹ. Có một công việc ổn định. Rồi gì nữa? Chiều cao thấp. Chiều cao rồi dạng giống ai? Nói chung là một cái mẫu hình lý tưởng về mặt nhân dáng bên ngoài ngoại hình á. Chiều cao thì cao hơn con là được. Anh có mập quá thì con sẽ cùng nhau đi tập thể dục. Rồi đo hết lại, lại. Đừng có nói mập con, đụng chạm nhiều người. Cũng khó tập lắm con. Qua tôi coi bên đàn trai tôi cái thôi coi. Hiền chút thôi, rắn chắc không? Dạ cô. Chào cưng. Thành. Cái hình mẫu lý tưởng của cưng là như thế nào? Dạ nói chung một người phụ nữ là biết chăm lo cuộc sống gia đình, nhìn trên nhường dưới, đơn giản. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nên hỏi người thân đúng đi. Đúng rồi. Bây giờ con đi với ai nào? Dạ con đi chung với hai bạn thân. Hai bạn thân. Dạ. Rồi bạn thân cho ý kiến coi nào. Dạ đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ chào anh bên đây ạ. Em là bạn thân của Linh từ năm lớp 10 tới bây giờ ạ. Linh là một cái người á, tuy bề ngoài có vẻ rất là đàn ông, nhưng mà bên trong thì lại rất là yếu đuối và dễ tổn thương. Đối với Linh nó cần nhất là trong một cái mối quan hệ tình cảm, đó là cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự chung thủy. Em hy vọng là nếu anh và Linh có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn thì mong anh sẽ bảo vệ được bạn của em ạ. Linh ơi, anh bên đây thì trông rất là hiền lành và chân thành, đúng với gu của Linh lên đến chắc khoảng 90%. Là một chút nữa có gì Linh hãy bấm nút cho anh nha. Rồi cảm ơn cưng. Rồi em đi với ai nào? Dạ, bên này em đi với là chính trị viên của em, với là có chú của em nữa. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì xin chào toàn thể mọi người khán giả trong hội trường cũng như là những bạn xem truyền hình. Thì đầu tiên xin phép được nói về đồng chí Thành trước. Trong đơn vị đồng chí Thành phải nói là một con người rất hiền lành, dễ thương. Đặc biệt rất yêu mến đồng chí Thành trong quá trình nhận nhiệm vụ. Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không kể bất kỳ giờ nào, khắc nào. Luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đến tới đây thì cũng rất là cảm ơn chương trình vì sắp xếp rất khéo. Ở dưới đây chúng tôi thì trên cương vị nhìn nhận đây là gương mặt rất tương đồng và tính cách rất tương quan. Còn đối với Thành nè, đối với bạn nữ bên này phải nói là dễ thương, đáng yêu, dịu dàng. Và tính cách này rất hợp với những người vợ của những quân nhân. Hãy thực hiện đúng như lời em đã nói, chuông vàng cùng bấm cả làng chung vui. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Dạ mời chú ạ.
Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào họ nhà gái. Tôi là chú thân của cháu Thành. Thì qua cái cháu Thành á, thì chỉ huy trực tiếp đã phát biểu. Còn về cháu gái á, thì chú chỉ nói với Thành rằng á, là đây là một cái duyên rồi. Thì các cháu nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Kéo rào ha. Mở rào. Tặng luôn bài thơ luôn nha. Bắt đầu đi Thành. Cây đó em phải giới thiệu là em làm như thế nào. Đẹp quá. Đây, để đây luôn, nó nặng quá, bạn ấy không được. Đúng rồi. Nói ý nghĩa cây rồi, đi. Em nói cái ý nghĩa đi. Cái cây này là từ nói chung là từ lúc anh đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh làm ở công trình thì anh lấy những con thẹp ở công trình thì anh quấn thành cái cây để mang tới tặng em. Dạ. Em làm dạ. Bao lâu cái xong cái cây đó Thành? Dạ, một tuần đây. Một tuần đó hả? Dạ. Công nhận cái cây rất là đẹp luôn á. Dạ, em cũng có một cái cuốn sổ tặng anh. Trong đây là trang đầu á, em viết về hơ, về hóa học. Còn những trang sau á, em mong anh là sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình. Em tặng anh. Và em cũng tặng anh một bài hơ, em sẽ đọc trong đó. Nếu anh là axit, em xin làm 3 giờ để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Mình cảm nhận về nhau đi hai bạn. Khi mở rào thì em cảm thấy anh con người như thế nào? Dạ, em thấy anh hơi căng thẳng thì phải. Nói chung, lúc mở rào á, thì anh thấy em thì nói chung nhìn cũng hiền, dịu dàng. Nếu mà quen nhau thì khoảng được bao lâu thì có thể tiến tới? Khoảng 1-2 đến năm sau á. 1-2 năm sau à? Dạ. Có lâu quá không? Thì người ta bảo rồi, cưới vợ phải cưới liên tay. Để lâu thì người ta lấy mất thì sao? Không bao giờ, nếu mà tình yêu mà chắc chắn rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Khi mở rào ra thì con thấy anh sao? Anh có giống như trong tưởng tượng không? Anh không giống như trong trí tưởng tượng của con lắm. Vậy hả? Chứ con tưởng tượng sao? Dạ, con tưởng tượng chắc quân đội thì da ngoài nắng nhiều á, họ sẽ đen, với lại họ sẽ già. Đâu mà, ra trời ơi. Mà anh đây thì là sao già được? Ờ, anh đây thì sao nè? Dạ, anh đây trẻ, khác với trí tưởng tượng con nhiều lắm. Trời. Nhưng mà bây giờ nè, giữa anh ở đây với lại cái anh trong trí tưởng tượng con á, thì con thích anh nào? Con thích anh đây. Dễ thương không? Con thích anh ở đây. Mình hẹn hò sau đó hai đứa hỏi đi. Một tuần gặp nhau mấy lần? Một tuần thứ bảy, chủ nhật thì em có rảnh không? Dạ, trong một tuần đó thì thứ bảy là em rảnh. Còn chủ nhật là bệnh nè. Dạ, chủ nhật em đi học. Chỉ có nghỉ mỗi ngày thứ bảy thôi hả? Dạ, cũng tùy lúc anh. Nếu mà kết thúc môn sớm á, thì chủ nhật sẽ rảnh thôi. Thì như công việc của anh á, kỳ đặc thù như vậy á, anh thì nói chung một tháng thì cũng nghỉ được 5 ngày. Dạ. Nói chung cũng mong trong 5 ngày đó sẽ em cũng rảnh để mình có thể đi đâu đó chơi hoặc đi xem phim gì đó. Dạ. Mình thử mình tiến tới nắm tay bạn gái đi. Mình thử hỏi là em ơi, nữa nếu như hai đứa mình lấy nhau thì em thích sinh con trai hay con gái? Hỏi thử đi Thành, mạnh dạn lên. Nói chung nếu mà lấy nhau thì em muốn thích con trai hay con gái? Dạ, em thích cả hai. Anh cũng muốn như vậy. Dạ. Thành cảm giác trai bạn gái thế nào? Nói cho bạn gái biết đi. Mềm lắm anh ơi. Nó còn có một cái gì ấm áp từ tay bạn gái. Bây giờ thì trong con người của em á, thì bây giờ tim nó đập nhanh lắm. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta trải qua thời gian trò chuyện với nhau, tập trung hết sức mình xem trái tim mình có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, mình không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3. Cạch cạch hai cái là tôi nghe rõ lắm rồi. Hãy nắm tay nhau đi, bắt đầu chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Anh Thành hôn em đi nè. Đó, nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên luôn đó. Ê, sao? Con thấy sao, hồi hộp không? Dạ, con hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi. Hôn lại con, hôn lại. Đưa má cho em gái hôn với Thành.
Trước khi chúng ta chia tay thì chương trình cũng xin chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Nào, nắm tay bạn trai. Đó, vậy đó, đừng buông tay nhau nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Chúc cho tất cả những ai đã bấm nút, chúng ta sẽ sớm tiến tới hôn nhân và tìm ra hạnh phúc của chính mình. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào và hẹn gặp lại. Sợ ma cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ canh ma tiếp theo, bảo vệ cho em đúng không? Mà anh bắt luôn cho em khỏi lo. Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh được cha anh này, em không độ này. Ồ vậy đó hả? Ồ, cảm ơn nghèo quá. Rất là dễ nghe. Dễ nghe đúng không? Anh cũng thích gửi gái bắt nữa. Từ đó vậy, chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, có khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Em muốn một người chững chạc một tí, một người ấm áp điềm đạm. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.